Tôi yêu xe cổ, tôi yêu họ nhiều hơn tôi thích hầu hết mọi người. Bạn biết đấy, đừng gặp anh hùng của bạn. Nhưng bất chấp tất cả, ngay sau khi ra mắt chiếc Z2023, Nissan đã cho tôi cơ hội được lái một trong những chiếc xe thuộc chương trình Vintage Z được phục hồi tại nhà máy của hãng. Và tôi đã nói đồng ý, bởi vì tôi không phải là một tên ngốc. Một phần lớn tình yêu của tôi dành cho những chiếc xe cổ và đặc biệt là Datsun bắt nguồn từ việc lớn lên xung quanh các cuộc đua xe cổ ở Tây Bắc Thái Bình Dương, nơi bố tôi làm việc như một nhà thầu cung cấp radio cho nhân viên an toàn. Vào mỗi cuối tuần khác, tôi lại ngắm nhìn nhãn cầu của mình trên những chiếc Porsche cổ điển Alfa, BMW và, vâng, Datsun. Tôi yêu thích âm thanh mà những chiếc 510, những chiếc Roadster và đặc biệt là những chiếc Z tạo ra khi chúng xung quanh cái mà sau đó được gọi là Seattle International Railway. Làm thế nào một chiếc xe đường có thể sống được như vậy? Hóa ra, đó là một phần vẻ đẹp của những chiếc xe cổ. Chiếc Datsun 240Z 1972 đặc biệt này đã được Nissan khôi phục vào năm 1997 và đã lái được khoảng 50.000 dặm trong những năm gần đây. Chiếc xe cho cảm giác mới mẻ nhưng vẫn rất giống một chiếc xe rẻ tiền từ những năm 1970. Có những tiếng rít và lạch cạch và khi được chế hòa khí và không có xúc tác. Mùi nhiên liệu lan tỏa xung quanh chiếc xe như một trường lực chống lại sự hiện đại. Nó cũng to hơn tôi mong đợi. Và trong khi âm thanh chắc chắn là thuần hơn so với những chiếc Z đua đường trường thời trẻ của tôi, âm thanh tương tự vẫn ở đó, chỉ bị tắt tiếng một chút. Một điều tuyệt vời khác về những chiếc xe cũ là khả năng xúc giác của chúng. Điều này đã trở thành một thứ gì đó sáo rỗng viết cho xe hơi cảm giác lái, xe tương tự. Nhưng đó là sự thật. Vô lăng, gỗ có viền mỏng và chắc chắn là một việc vặt khi quay ở tốc độ thấp, nhưng khi tốc độ tăng lên, nó bắt đầu nói bằng ngôn ngữ riêng của nó là rung và vặn vẹo. Điều này cũng đúng với người sang số. Hướng dẫn sử dụng 4 tốc độ trong Z này không cảm thấy ở bất kỳ đâu trong vùng lân cận của hiện đại, với một số mơ hồ giữa thứ 2 và thứ 3, điều mà tôi cần phải lưu tâm. Tuy nhiên, bộ chuyển số rất chắc chắn và trong khi nó đòi hỏi sự suy nghĩ có chú ý và cân nhắc chuyển động để làm cho nó làm những gì bạn muốn, đặc biệt trơn tru. Nỗ lực này cung cấp endorphin viên nén đáng yêu trong phòng thí nghiệm với mọi thỏa mãn sang số. Đưa chiếc Z cũ, bạc ra khỏi bãi đậu xe và lên đường ngay lập tức bắt đầu củng cố thay vì xói mòn. Tình yêu của tôi với những chiếc xe này. Hệ thống treo mềm mại nhưng được kiểm soát. Phanh đĩa phía trước và phanh tăng trống phía sau khá nặng ở bàn đạp nhưng mang lại đủ cảm giác và sức mạnh rừng mà chúng không đáng sợ khi sử dụng. Động cơ có thể điều khiển được và êm ái. Mặc dù chỉ tạo ra 151 mã lực xe gross rất gian lận và mô men xoắn 146 pound-feet, động cơ L24 inline 6 chế hòa khí kép 2,4 lít quay vòng và tạo ra những tiếng động tuyệt vời. Tất cả đều mượt mà và du dương, và rất không giống như những chiếc inline 6 hiện đại với tất cả các nốt xả âm thanh khàn khàn, bạo lực của chúng. Trong khi kiểu dáng bên ngoài của Z dễ dàng được yêu thích nhờ mui xe dài và boong ngắn điển hình của nó, bên trong cũng tuyệt vời không kém. Nó không phải là bất cứ thứ gì tiếp cận sang trọng. Nhưng tất cả đều có chức năng và thẩm mỹ. Tất cả mọi thứ từ bánh xe gỗ dởm và ghế vinyl thông gió có nghĩa là trông giống như một số vật liệu khác cao cấp hơn. Đó là tất cả mọi thứ mà tôi đã mơ về những chữ Z thời thơ ấu của mình. Nhưng đó sẽ là một trải nghiệm ở lại với tôi trong một thời gian dài, từ từ và lặng lẽ xây dựng chiếc vỏ kẹo của riêng mình, nỗi nhớ cồn cào trong não. Chia sẻ hữu ích nhé!